phẩm thứ tư xưng tán danh hiệu. Bây giờ quốc mẫu Di Đề hay hoàng thái hậu từ trong pháp hội bước ra, cung kính đảnh lễ Thế Tôn rồi chấp tay hướng về ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát mà thưa rằng: Kính bạch đại sĩ, con thường nghe chư vị trưởng lão từng tham dự những buổi thuyết pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn tại vườn Lộc Uyển, dạy rằng hoặc niệm Phật, hoặc niệm Pháp, hoặc niệm Tăng để được hiện tại lạc trú. Ý nghĩa ấy như thế nào? Cứu cánh của môn niệm Phật có phải chăng là để được như vậy hay không? Ngưỡng mong đại sĩ từ bi chỉ dạy, ngõ hầu các chúng sinh thời mát pháp khỏi rơi vào mê lầm thác ngộ. Phổ Hiền Bồ Tát bèn quan sát tâm niệm của hết thảy đại chúng hiện tiền mà giải rằng: Này Phật tử, khi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành đạo và bắt đầu quá độ chúng sinh căn cường, ngài đã vì hạng tiểu căn mà khai diễn tiểu pháp kẻo họ kinh nghi. Nay đã tới thời kỳ giảng nói đại pháp, cũng chỉ là một pháp niệm Phật, nhưng kẻ hạ liệt chỉ nhỏ mong cầu xuất ly tam giới, thì niệm Phật chỉ là pháp thanh văn duyên giác. Như Lai vì họ mà giải hiện tại lạc trú, riêng chư vị Bồ Tát sơ phát tâm dùng niệm Phật để thâm nhập Như Lai tạng tâm thì không dính mắc vào hiện tại. Vì sao chư Bồ Tát sơ phát tâm lại không được dính mắc vào hiện tại? Một, nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại khắc chế, hiện tại tương ưng và hoặc hiện tại biện giải, thì bị rơi vào ảo tưởng của thọ uẩn. Hai, nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại tỉnh chỉ, hoặc hiện tại luân chuyển, hoặc hiện tại nương gá, tức thì đang bị chi phối bởi ảo tưởng của tướng uẩn. Ba, nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại sinh khởi, hiện tại tương tục, hoặc hiện tại đoạn diệt, hoặc hiện tại bất đồng, tức thì đang bị trôi lăn theo ảo tưởng của hành uẩn. Năm, nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắt vào hiện tại phi lạc, hoặc hiện tại dâm mưu, hoặc hiện tại mong mùi, tức thì đang bị kiểm chuyện bởi ảo tưởng của thức uẩn. Lại nữa, Bồ Tát sơ phát tâm muốn xoay cái vọng tưởng hư dối sanh diệt trở lại với chân tâm thanh tịnh, thường trụ thì phải dùng pháp gì? Nếu không là danh hiệu Như Lai, làm thế nào để chặt đứt gốc rễ phiền não? Nếu không sử dụng lực
vô uy của danh hiệu Như Lai, làm thế nào để giết trừ sạch hết sáu tên giặc khách trần? Nếu không hiển thị công năng nhiễm màu đại nhất của danh hiệu Như Lai, này Phật tử, cõi diêm phù đề này dùng lấy âm thanh làm thầy, do đó nhiều chúng sanh có thể nương nơi âm thanh viên mãn mà chứng viên thông. Như vậy danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là âm thanh tôi thân, đưa chúng sanh thâm nhập Như Lai tạng diệu chân như tâm. Vì Phật tướng của danh hiệu là vô tướng, không đọa vào nhân duyên, không lạc vào tự nhiên, chẳng hòa hợp, chẳng phi hòa hợp. Luôn vẫn lặng chu biên khắp mười phương, tùy theo tính tâm công năng tu tập mà phát huy diệu dụng. Này Phật tử, danh hiệu Phật chính là Bồ Đề Tâm, vì là chủ tài các thiện pháp và luôn luôn sinh ra tất cả Phật pháp. Danh hiệu Phật chính là Bồ Đề Nguyên, vì là cửa ngõ xu hướng vô thượng giác và luôn luôn dẫn dắt để chúng sanh tới nhất thiết chủng trí vậy. Danh hiệu Phật như mắt trời, vì có uy lực phá trừ si ám, ban phát ánh sáng thiện căn cho nhân gian. Danh hiệu Phật như cành ngư, vì có thể bơi lội tự tại trong đại dương khổ não, mà chẳng bị sông dữ phiền não vùi chôn cuốn lấp dày. Danh hiệu Phật như giống chắc thật, vì có thể lưu xuất tất cả phước đức vô lầu. Danh hiệu Phật như trận mưa lớn, vì khiến hạt giống Bồ Đề nảy nở sinh sôi. Danh hiệu Phật như ruộng tốt, vì có thể trưởng dưỡng hết thải bạch tịnh pháp. Danh hiệu Phật như nước cam lộ quý bao, vì có thể tẩy rửa mọi thứ phiền não dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đại gương lao lào sáng sạch. Danh hiệu Phật như ngọn lửa mạnh mẽ, vì có thể đốt tan rừng rậm kiên chấp. Danh hiệu Phật như trận cuồng phong vô ngại khắp thế gian, vì nó cuốn phăng tất cả bụi mù tà kiên, hỷ luận thiên kiên. Danh hiệu Phật như tuệ nhãn xuyên thấu mọi pháp và thấy rõ khắp tất cả chướng ngại hiểm trở. Danh hiệu Phật như chiếc xe khổng lồ, vì có thể chuyển dẫn hết thảy Bồ Tát sơ phát tâm nhanh chóng tới Phật địa. Danh hiệu Phật như căn nhà to rộng của Như Lai, vì khiến chúng sanh không có sợ hãi bất an. Danh hiệu Phật như cung điện nguy nga tráng lệ, vì giúp chúng sinh tu tập và khai phát vô lượng tam muội. Danh hiệu Phật là chỗ nương tựa chắc chắn cho tất cả Bồ Tát sơ phát
tâm, vì luôn chưa nhóm và lưu bô hết phải Bồ Tát hành. Danh hiệu Phật như từ mẫu, vì ấp ủ che chở và sanh ra tất cả Bồ Tát nuôi lớn căn lành cho hết phải chúng sinh. Danh hiệu Phật như kim cương bất hoại, lại có thể đập vỡ tất cả pháp hữu lầu. Danh hiệu Phật là vị thuốc A Già Đà, vì có thể chữa được tất cả bệnh tật cho chúng sinh. Danh hiệu Phật như liên hoa, vì không bao giờ bị nhiễm ô bởi những pháp thế gian. Danh hiệu Phật như tượng dương hùng dung, có thể chà đạp tất cả điên đảo tường, ngang trái hung hiểm. Danh hiệu Phật như hạt châu ma ni, có thể dùng pháp chẳng cho tất cả chúng sinh nghèo khó, phước đức và trí huệ dày. Danh hiệu Phật như thủy thanh châu, vì có thể lóng sạch tất cả dây trói sanh tử. Danh hiệu Phật như 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Như Lai Thế Tôn, ưng cung chánh đẳng giác do đó, tất cả thế gian nên cúng dường, hân ngưỡng và tán thán vậy. Danh hiệu Phật như pháp thân bất tư nghị, vì luôn lưu xuất tất cả thân của chúng sinh. Danh hiệu Phật như báo thân bất tư nghị, vì luôn sinh ra vô lượng di trần, thân trong tâm tưởng mọi chúng sinh. Danh hiệu Phật như hóa thân Phật bất tư nghị, vì luôn hiện thân Phật ngay nơi thân và tâm của người xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Danh hiệu Phật chính là thật báo trang nghiêm tịnh độ, vì hiển thị báo thân viên mãn lượng túc của giác hòa. Danh hiệu Phật chính là phàm thánh đồng cư tịnh độ, vì dung nhất hóa thân tùy nguyện giảng sinh của chư vị thượng thiện nhân khắp mười phương thế giới. Danh hiệu Phật chính là cõi cực lạc, vì tự thân trang nghiêm và tự tâm trang nghiêm. Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật. Vì A Di Đà tức là pháp giới tạng thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện pháp thân của ba đời mười phương chư Phật vậy. Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thành tựu vô lượng vô biên công đức như thế, cho nên phải nói rằng danh hiệu Phật chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật pháp, khai vô lượng vô biên diệu dụng, hiển thị vô lượng vô biên quý lực, giải ngộ vô lượng tri kiến, giải thoát siêu việt mọi tư duy như ngôn từ, tại làm sao thế? Bởi vì những nơi danh hiệu Phật mà xuất sinh và lưu bố tất cả Bồ đề tâm.
cả Bồ Đề nguyện, tất cả Bồ Đề hành, ba đời mười phương Như Lai, thảy đều từ danh hiệu Phật mà phát sinh ra. Ba đời mười phương Như Lai, thảy đều do danh hiệu Phật mà thành đạo, chuyển pháp luân giáo hóa nhị thừa, điều phục chúng sinh can cường tối khổ tham đắm. Ba đời mười phương Như Lai, thảy đều y cứ danh hiệu Phật mà kiến lập qua tạng thế giới hài, trang nghiêm di trần số cõi hài, trang nghiêm di trần số cõi Phật. Cho nên nếu chúng sanh nào nhất tâm sinh niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là xuất sinh vô biên công đức, vô lậu bất khả tư nghị, đủ năng lực viên mãn Bồ Tát đạo, phát huy diệu dụng của tam thân tư trì, thập lực tứ vô quy, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thập bát bất cộng, vân vân. Này Phật tử, thí dụ như có người được món thuốc A Già Đà, công hiệu bậc nhất thế gian, thì chữa được năm thứ bệnh bức nào, sợ hãi như là lửa lớn không thể đốt cháy, độc dược chẳng làm thương tổn tính mạng, gươm đau sắc bén chẳng thể chặt đứt nổi, nước lũ bọc lưu không thể nhấn chìm được, khói cay không thể làm cho ngộp thở được. Cũng như thế Bồ Tát Sơ Phát Tâm, nếu thường xuyên xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là luôn luôn uống món thuốc nhất thế trí Bồ Đề Tâm, thì ngọn lửa tham lam không thể đốt cháy được, độc dược sân hận chẳng thể làm thương tổn chân tâm, gươm đau kiên chấp chẳng thể chặt đứt tuệ màng, dòng nước lũ hữu lậu không thể nhấn chìm chiếc thuyền Bát Nhã được, và đám khói tà kiên không thể làm cho ngột tắt hơi thở giác ngộ được vậy. Thí dụ như có người cầm thanh bảo kim, vô năng thẳng ở trong tay, thì tất cả oán địch đều tránh gian ra xa, chẳng dám chống cự. Cũng như thế Bồ Tát Sơ Phát Tâm, bền chí mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chính là cầm lưỡi kiếm vô năng thân, đại Bồ Đề Tâm, tức là đẩy lùi oán địch vô minh, tà kiến và hàng phục giống tường. Thí dụ như có người cầm viên thuốc ma ha ưng già, thì tất cả rắn độc rết độc trùng độc nghe mùi liền tránh xa. Cũng như thế Bồ Tát Sơ Phát Tâm, giữ trong mình một viên thuốc tối diệu tối thân, đại Bồ Đề Tâm, đó là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì tất cả rắn độc thập tiền, rết độc thập sự, trùng độc phiền não nghe hơi thấy đều tiêu hoài. Thí dụ như có loài dược thọ tên là
sáng đa na, người nào dùng gió cây để thoa vào, chỗ ghé lỡ thì hết đau nhức, và ghé lỡ liền lành lặn như xưa. Gió cây ấy vừa bị bốc ra, thì nối liền lại nhau, lấy mãi không hề hết được. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm, liên tục xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chẳng khác nào trồng cây dược thọ nhất thiết tri. Nếu có người nào gặp gỡ mà phát khởi lòng tin thì ghé lỡ phiền não, nghiệp chướng đều bị trừ diệt thân tâm không còn đau khổ. Những cây dược thọ nhất thiết kỷ không hề tổn hại mãi may. Danh hiệu Phật vẫn y nguyên bất đồng. Thí dụ như có người ném vào khoảng đồng trống một nhúm rễ cây hương phù, chẳng bao lâu nảy nở vô số giống cây ấy lan tràn, che khuất cả cánh đồng rộng lớn. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm, quyết tâm gieo trồng trên mảnh ruộng tâm một nhóm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Tựa như ươm bọn thứ rễ cây không tân, chẳng bao lâu sẽ sinh sôi nảy nở vô số thảo mộc Phật tri kiên, tràn lan che lấp các cánh đồng vô minh vậy. Thí dụ như có người uống hoàng thuốc kiến cường tri nhớ, nhờ vậy những gì nghe thấy đều ghi nhớ chẳng quên. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm, trang bị thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì thọ trì tất cả Phật pháp đều không quên sót. Thí dụ như viên ngọc châu lưu ly, muôn ngàn năm lăn lóc nơi chỗ nhớ bần, uế tạp mà chẳng nhiễm ô, vì bản tánh của lưu ly vốn luôn luôn trong sạch. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm ngày đêm thủ hộ thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, mà chiến lộn nơi cõi dục ác trược vẫn chẳng bị ngu si tà kiến làm cho loạn nhiệm. Bởi vì bản chất của Nam Mô A Di Đà Phật vốn thanh tịnh như pháp giới tăng, vô cầu như hư không tánh vậy. Thí dụ như cây ba lợi chất đa la, dẫu chưa đơm qua khai nụ, nhưng mọi người đều biết rằng chính loại cây này sẽ sản xuất vô số bông hoa mỹ diệu thù thân. Cũng như thế, năng lực niệm Phật của vị Bồ Tát sơ phát tâm dẫu chưa phát sinh nhất thiết chủng trì, nhưng ai nấy đều biết chắc rằng danh hiệu Phật chính là nơi xuất sinh vô số bồ đề diệu hoa cho hết tại chúng nhân thiên vậy. Thí dụ như viên ngọc ma ni quý hơn cả tam thiên đại thiên thế giới, dẫu bị nứt bể một gốc cành, nhưng những thứ vật bao khác vẫn chẳng thể so sánh nổi. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm, chấp
tỳ danh hiệu Phật. Tuy nết hạnh và tri đức còn kém khuyết, vẫn vượt lên trên nhĩ thừa và hàng hữu học khác vậy. Thí dụ như cây kim cương, những người đầy đủ sức mạnh vẫn không thể sử dụng nổi. Chỉ trừ đại lực sĩ Na La Diên cũng như thế, hàng nhĩ thừa và kẻ phàm ngu chẳng thể tính thọ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ trừ hạng Bồ Tát Sơ Phát Tâm từng gieo trồng hạt giống bát nhà, từ vô lượng kiếp lâu xa mới sẵn đủ thiện căn phước đức và đại nhân duyên để chấp trì và hướng dụng giác quả vô lậu ấy. Thí dụ như trên bảo tòa kim cương, giữa đại thiên thế giới có thể giữ vững chư Phật ngồi đạo tràng, hàng phúc quần ma thành đạo vô thượng chánh giác, mà tất cả những thứ bảo tòa khác đều không khám nổi. Cũng lại như thế, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có thể giúp Bồ Tát Sơ Phát Tâm trụ vững tất cả hạnh nguyện. Các món ba la mật, bốn món vô sở quỷ, thọ ký cúng dường, mà tất cả pháp môn khác thì chẳng có công năng này. Tất cả hạnh tu khác thì chẳng có lực dũng này vậy. Lại nữa, này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hiển thị vô lượng vô biên, cho đến bất khả thiết bất khả thiết công đức thù thắng như vậy. Ta dẫu biến hiện hằng hà xa thân tường, trong di trần sát quốc độ trải qua, muôn ức na do tha đại kiếp để xứng tán, thì cũng không cùng tấn được. Ngài Đại Phổ Bồ Tát Phổ Hiền ở trước Đức Như Lai, tiên thuyết ý nghĩa và xưng tán công đức của danh hiệu Phật vừa xong, cả thảy đại chúng đều đắc vô lậu công đức Đà Ra Ni. Trưởng giả Diệu Nguyệt cùng chư vị Bồ Tát Tây Sơ Phát Tâm đều chứng được niệm Phật tam muội, tất cả chư Bồ Tát mười phương đều đắc hồng danh công đức tàng. Khi ấy trời mưa qua mãn Đà La, qua ma mãn Đà La, qua mãn thù xa, qua ma mãn thù xa, để rải cúng dường đức Như Lai cùng hết thảy chúng hội đạo tràng.